OJT Orientation Talk là chương trình dành riêng cho sinh viên thực tập kỳ Summer 2021 và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp thuộc khối ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học FPT Hà Nội. Chương trình do Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội phối hợp với Công ty Phần mềm FPT tổ chức. Góp mặt tại OJT Orientation Talk có 3 diễn giả đến từ FPT Software. Anh Nguyễn Khắc Hiệp, Giám đốc đơn vị phần mềm chiến lược GST. Anh Tô Vũ An, Giám đốc trung tâm phần mềm GST DNA, cựu sinh viên khóa 1 Đại học FPT. Anh Hoàng Thanh Sơn, Kiến trúc sư giải pháp, tư vấn dịch vụ điện toán đám mây thuộc GST, cựu sinh viên khóa 7 Đại học FPT. Tại buổi talk show, các diễn giả đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích cho các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin về kiến thức chuyên môn, cơ hội việc làm, đặc biệt là cơ hội trở thành thực tập sinh tại FPT Software. Cao 13 ngành kỹ thuật phần mềm và chuyên ngành của mình là JS. Mình là học ở FPT, thế nên là những cái thông tin về laptop thì mình cũng nắm được rất là nhiều, và cũng có rất là nhiều người bạn của mình đã từng thực tập cũng như là làm việc ở đây. Tuy nhiên thì đúng một cái FPT, laptop không bao giờ là thất vọng, đó là cái chất của em vẫn ở đây. Khi mà ở laptop dù là một môi trường rất là lớn, cái vị trí và chỗ đứng của laptop trên thị trường Việt Nam cũng như là quốc tế khá là lớn, và nhưng mà ở Epsop vẫn có một cái gọi là một người rất là thoải mái, và mình cảm nhận được là đúng như một cái câu tiên gọi là cái câu của Epsop, đó là gọi là làm hết mình, chơi hết sức ấy. Và mình cảm thấy cái điều đấy là rất là phù hợp với bản thân mình, và mình cảm thấy đấy là một điều rất là đặc biệt của Epsop. Mình nghĩ là hiện tại cũng có rất nhiều cơ hội mạo, và cái nhu cầu về công nghệ thông tin, kỹ sư công nghệ thông tin cũng khá lớn về tất cả các ngành nghề bên trong cái ngành công nghệ thông tin, ví dụ như là BA, những nhiệm vụ và lập trình viên lúc nào cũng có được, mình thử phần mềm, quản lý dự án, thì tất cả đấy là cơ hội cho các bạn. Mình nghĩ về trình độ thì sinh viên U có lợi thế về mặt thái độ và cái tổ chức, người khá làm việc chuyên nghiệp và tiếp cận vấn đề nhanh hơn các sinh viên trường khác. Cũng trong sự kiện, sinh viên được tham quan, trải nghiệm không gian, môi trường làm việc thực tế tại FPT Software. Đây là một trong những hoạt động định hướng quan trọng để giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về những gì nhà tuyển dụng cần, những kỹ năng trong quá trình thực tập cũng như trang bị cho mình kiến thức cần thiết khi đi xin việc.